Một tuần đã trôi qua, chúng ta cũng đang rất nóng lòng mong đợi kết quả của hai đấu sĩ Minh Nhật và Ngọc Nhân. Cả hai đã có mặt tại hố đen bí ẩn và ai sẽ phải rơi xuống. Bên cạnh đó, chúng ta không thể bỏ qua những trận đấu nảy lửa của các đấu sĩ còn lại. Đang mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm. Em mang cho ta một chút tình, miệng cười khúc khích trên lưng. Những quyền trợ giúp nào sẽ được các thủ lĩnh đem ra sử dụng? Và ai sẽ là người chiến thắng nhất tuần? Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 6 chương trình Đấu Trường Âm Nhạc sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai ngày 2 tháng 5 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.